được chào đón quý vị đã quay trở lại với phần 2 của chương trình Lotto Show Long Nam chiều tối đêm nay, và gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe đầy cao. Chào chào nhé. Vâng, xin được chào đón quý vị đã đến với phần 2 của chương trình Lotto Show Long Nam. Chưa có thắng má rồi má. Bà chùm vô cái nghe cái mùi giá không à. Cái mùi của bà Cát Thi nhập á. Cái này á là để gì, là mùi nát. Vậy mà bà lấy bà trầm nào người ta? Ai mà biết. Ê, những nắp bả giá nó sinh sôi để nở chồng cái sao nghe mùi giá không à. Coi kìa, tự nhiên. Tự nhiên. Trời ơi trời. Rồi kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị sẽ đến với thủ tục đầu tiên, đó chính là kiểm tân và những cái đẹp đang phục vụ quý vị dùng lại mới. Như vậy là đầu tiên của phần 2 với giá trị giải thưởng sẽ là 5 phân vàng phục vụ cho quý vị thông qua mọi lá vé là 30.000 đồng một lá vé đơn vị nha. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với nhà thủ tục là kiểm tân và rất quan trọng trong Lotto Show nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 và 30. Và một con số đầu tiên chúng ta sẽ đến với 30 con số tiếp theo thưa quý vị. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 và 60. Thưa quý vị, vòng làm cầu quay số hợp lệ sẽ có 60 con số, từ con số 01 cho đến con số 60, và không được thiếu bất kỳ một số nào, cũng như là không dư một số nào, và càng không có bất kỳ một số nào bị lặp đi lặp lại hai lần thưa quý vị. Và ngay bây giờ rất mong quý vị sẽ thò tay ngọc, thò tay ngà mà rớt là móc ra, chứ đừng có ba rét mà nhét trêu vô, và ủng hộ chương trình là bé trong đợt đầu tiên của phần 2. 30.000 đồng cho một là bé thưa quý vị. Dạ kính thưa quý vị, dòng lời đầu tiên của phần 2 chúng em luôn luôn phục vụ quý vị. Cha cũng xin nhắc nhẹ quý vị như thế này, mình đã đến đây đông rồi, chúng có giữ cho lòng mình được khẩu trang cũng như là khử khuẩn để bảo vệ sức khỏe cho toàn thể quý vị ở đây. Và song song vào đó mình cũng chấp hành 5K để bảo vệ sức khỏe cho mình cũng như là gia đình mình. Và đặc biệt quý vị mua vé thì quý vị phải vui lòng kiểm tra số ký hiệu tại Lotto Nam, chúng em luôn cập nhật trên màn hình LED để phục vụ quý vị. Và đặc biệt hơn nữa quý vị dò hàng ngang 4 con hợp lệ, 3 con là thiếu, 5 con là dư, số lượng số mời thì quý vị có thể chờ đợi là tất cả các cái đề trong các Lotto Nam. Dạ đúng rồi ạ, và cũng mong rằng là tất cả các chú quý trong bạn và ai mà không có khẩu trang cứ liên hệ với tất cả chị em và những người bán vé, hoặc bữa lên sân khấu chúng em sẽ tặng khẩu trang không nha. Và chân thành cảm ơn tất cả các chú quý trong bạn đã cùng với Lotto Nam và với Lotto Show, và tối đêm nay chúng ta sẽ có một đêm thật tuyệt vời ạ. Người ta nói đó quý vị, chim sống nhờ cành, cá sống nhờ nước, cứ ăn sống nhờ bụng đòn, luôn luôn tình thương của bà con cô bác ở đây. Sân khấu làm nhà, còn quý vị là bà thân, bà con cô thân quý thuộc của chúng em. Cho nên quý vị đã đến đây rồi, quý vị cứ ngồi với một chỗ, chúng em phải có nhiệm vụ phục vụ cho quý vị và làm cho quý vị hài lòng cho quý vị. Vâng thưa quý vị, kìa bé mà xa kìa những đẹp ơi, đó, kìa sân ca ơi, chọn sân ca quá đẹp quá, hạnh phúc luôn quý vị. Wow. Rồi, và bây giờ với chương trình ngày 30.000 đồng là vé, xin mời một vị khán giả sẽ lên quay số tàu sự công bằng của chương trình này quý vị. Và có ai lên quay số quý vị, rồi em mời trao đây em nha. Được rồi, và kính thưa quý vị, và với phần 2 với chủ đề gieo quẻ đầu năm thì nguyên quý vị đoạt giải bên trên sân khấu cái đó luôn nha. Quý vị đang đây, quý vị sẽ được xin phân nhé quý vị nha. Tất cả quý vị, khi quý vị đoạt giải lô tô, quý vị lên sân khấu, cho dù kinh trùng hay là cái một mình, đợi em chờ anh trai nha. Dạ, con gái, dạ. Mình kinh trùng hay là kinh một mình thì mình cũng sẽ được xinh xanh. Để mình lấy đồng quẻ xanh, và cái quẻ xanh sẽ có cái số tiền ngẫu nhiên như em mới rút ngẫu nhiên là 50 ngàn đó quý vị. Hả? Rút đầu cả có 50 ở trong tay quý vị nha. Và giá trị có gần 10 ngàn, 20 ngàn, một con gấu bông, 50 ngàn, 100 ngàn, 200 ngàn, và giá trị đặc biệt nhất đó là 500 ngàn đồng. Trong đây quý vị nha, tất cả đều là hên xui. Đây là một cái phần quà tặng kèm thêm, còn giải thưởng bình thường vẫn diễn ra bình thường. Ví dụ như là 5 phân vàng, quý vị nhận 5 phân vàng xong thì mỗi người sẽ được nhận một thêm cái cây này nữa. Đó, đó là may mắn quý vị nha. Rồi, và bây giờ xin mời vị chúng ta bắt đầu. Yo, show me your face.
cho chúng là trò chơi, chúng là đời cho không chúng là trò chơi. Ôi trời rất khắp vui, chúng nghe tin lời mà còn ghét người. Lưu tôn từ đây, lưu tôn từ đây, tiếng cầu quay đã say những dòng đời. Quân đến tiếng cười chúng nghe tin là người nhiên, những cơn lên tắt đèn bất ngờ. Lớp như cho người, cứ mắt thấy cho người, tất cả ra đèn không có. Số gì là mấy, khi lên có cái gì đây? Con số Việt Nam em khi ra có cái gì ra mày khi để có cái gì đi mày khi để có số gì đây có cái gì ra cháu lên mà đến gì mà mong cháu sao rồi đi đường cháu thì cháu không còn có nhà không có nhà thì nên làm cái cây không giàu nhà mấy ông bà vui biết chạy ừ. Hai mươi bốn hai mươi bốn hai mươi bốn cái gì cho bà con ơi Yeah.
cuộc sống hay cuộc sống. Bay đi ra, bay đi ra, bay đi ra. Bay đi ra, em sẽ thắng lắm. Bay đi ra, bay đi ra, bay đi ra, bay đi ra. Bay đi ra, bay đi ra, bay đi ra, bay đi ra. Ra cuộc sống như thế kia, nhìn cả thân nhân có đi đời, con cứ chưa đêm dòng sông đứng lờ. Ra cửa sổ như em đi ăn, mà thấu thêm những câu chiều nhờ vì sẽ biết tên ta. Ăn chưa lâu thì em đã cứ từ về nhà. Buồn người ta, thương người ta, cùng người ta không có người ta. Mà ơn sẽ cứ không ai chuyển xe. Bùng 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 bùng. Cứ đưa người 48 chứ đi qua, đã có đọc giải. Đề nghị con chút cho mà lần lượt xong lại nhé. Rồi để 48 đó thì nghe chị ơi. 48 chữ đi qua hoàn toàn hợp lệ và có nhiều chữ đại đang ngắm cặp đẹp quý vị. Dạ rồi xin con những cái đẹp ơi. Vâng ạ, năm. Dạ rồi để rửa tay với các chị nha. Rồi rửa tay một chút nha. Rồi xe tay nha. Xe xa nha. Rồi vô đây đứng hàng nha cho phụ nha. Rồi em phụ trợ số nha. Rồi em hỗ trợ cho chị đi. Dòng đời 7-70 đúng rồi. 48 có 1. 38 có 2. Số 6. Số 6 có 3. 51. 51 hợp lệ. 769 đúng rồi. Số 6 có 1. 38 có 2. 48 có 3. 51 hợp lệ. Rồi xin cảm ơn em gái nha. Rồi quý vị trong đời này với 5 con gà. Bây giờ 5 con gà mình chia đều. Hay là quay số anh chị ơi. Chia đều nha quý vị. 5 con gà áp dụng theo giá gà của công ty gà mình đang có số nhuận đó là 2.6 sẽ chia đều cho hai chủ nhà may mắn gặp gà quý vị. Dạ rồi, cảm ơn rất nhiều. Chưa bây giờ chưa chương trình. Mời người đẹp 5 gà. Đúng rồi, xin để cho mấy chị chưa chương trình chia khỏe đầu năm. Xin xăm, mình thích cái xăm nào mình tối nay xăm đó cho mẹ. Bọn này lắp ông nội cũng rút được. Nó nghe này rút luôn. Rút đó cháu. Rút đó cháu. Trời ơi, giữ cái gì đâu mà hai trai em nghe chị đó chị, trả cho cái đũa đó đúng không? Đũa đũa chị lát ăn bánh ướt. Rồi, trời ơi, trời ơi, 200 ngàn. Quá mơn luôn quý vị. Những cái thú vị mình biết Aston for him. Ok. Look at me. Be me the soul. I will hit you. Trời ơi, trời ơi. Nó quạo thôi. Đi, 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 đi